Thưa quý vị, mì ăn liền thì vẫn thường được nhiều người tiêu dùng gọi tắt là mì tôm. Và có bao giờ quý vị thắc mắc là cái tôm đó thì nó có nguồn gốc từ đâu không ạ? Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể câu chuyện về một cái thương hiệu lừng lẫy trong làng mì gói một thời. Và chúng tôi gọi vui là sự tích về mì tôm. Và câu chuyện này cũng sẽ khép lại bản tin tối nay. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngày ấy, vào trước những năm 1975, có một loại mì có tên là mì tôm Colusa của xí nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Colusa. Khoảng hơn 10 năm sau, vào năm 1985, xí nghiệp lương thực thực phẩm Milliket được thành lập. Sau vào năm 2004, hai xí nghiệp được sáp nhập thành xí nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Colusa Milliket. Mì tôm Milliket ra đời từ đấy. Đây cũng là thương hiệu nắm vị trí thống lĩnh trên thị trường thực phẩm với nhãn hiệu hai con tôm. Cũng vì thế mà đến tận bây giờ, người dân vẫn quen gọi là mì tôm. Những năm 80, mì Milliket được coi là món ăn hảo hạng, có giá từ 500 đến 1.000 đồng. Mức giá đắt đỏ thời bấy giờ, vì thế không phải lúc nào cũng được ăn mì Milliket. Thậm chí chỉ có khi ốm mới được gọi là tẩm bổ bằng mì tôm. Hồi xưa đó mì nó rất là đắt, mà gạo thì hồi xưa mình ở thời mới giải phóng đó, con biết không, được ăn mì là ngon nhất rồi đó, nên ra cái món mì là khi nào mà mình được cũng như có tiệc tùng gì mới được ăn mì, chứ bình thường thì không có tiền để mua mì để ăn. Rồi đến những năm 90, khi kinh tế khấm khá hơn, mì Milliket trở nên phổ biến là món ăn khoái khẩu của mỗi gia đình. Đặc biệt, nó là thứ lương khô không thể thiếu trong thùng đồ của từng thế hệ sinh viên. Đầu tháng, bố mẹ chưa kịp gửi tiền, ăn tạm mì tôm. Giữa tháng, đãi bạn đến chơi, cũng mì tôm. Cuối tháng, hết tiền, lại mì tôm. Theo em nghĩ thì hầu hết như đối với tất cả sinh viên thì mì tôm nó luôn gắn liền với tuổi đời của sinh viên. Bình thường thì cuối tháng thì những đứa trong phòng thì hùng tiền lại rồi mua thùng mì về ăn. Thế rồi Việt Nam hội nhập, đón những ông lớn trong ngành thực phẩm, bước chân vào thị trường. Hàng loạt các loại mì khác ra đời, số phận của những con tôm Milliket đã thay đổi. Thị phần của Colusa Milliket bắt đầu bé lại, chỉ còn chưa đến 4%, chủ yếu ở nông thôn. Đây là bán dân lao động, thường là 2.000, 3.000 đổ lại thì mấy cái món hàng này là rẻ tiền nhất. Quảng tù tì ra cái gì ra gói mì. Bây giờ, ít ai còn đọc những câu vè như thế.